Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhi mắc viêm não Nhật Bản. Tính chung các bệnh viêm não, viêm màng não 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 28 trường hợp, tăng gấp 3,5 lần số ca mắc so với cùng kỳ năm 2022. Bệnh nhi năm nay, 5 tuổi, đang được tích cực điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo người nhà bệnh nhân, ngày 16 tháng 6, ở nhà trẻ có biểu hiện sốt. 3 ngày sau, trẻ nôn ói. Người nhà đưa trẻ nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bắc. Ngày 20 tháng 6, trẻ chuyển nặng và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Ngày 23 tháng 6, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác nhận bệnh nhi dương tính viêm não Nhật Bản. Bệnh nhi đang được tích cực chăm sóc trong tình trạng rối loạn tri giác, phải thở máy. Tình trạng mà rối loạn tri giác của trẻ co giật và kích thích thì hiện tại chúng tôi phải phối hợp với an thần. Ngoài ra chúng tôi vẫn phải điều trị cái phòng chống bụi nhiễm và điều trị các triệu chứng, kể cả cái thuốc điều trị cho virus chúng tôi cũng đã điều trị. Thì ngoài cái điều trị thì chúng ta vẫn phải làm tốt thêm cái công tác chăm sóc nữa. Tiên lượng thì sống thì cũng có, nhưng mà di chứng khả năng có. Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận một bệnh nhi nam 11 tuổi mắc viêm não Nhật Bản và hiện được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh. Đa số các trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê, ly bì, rối loạn tri giác, co giật. Theo các bác sĩ, tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản, đều có thể bị mắc bệnh. Chúng ta cần phải tiêm chủng về vaccine viêm não Nhật Bản. Ngoài ra thì chúng tôi khuyến cáo là nên chúng ta tiêm thêm cái vaccine bại liệt, quai bị, thủy đậu, v.v. Thì đó là những cái chúng ta làm tốt công tác phòng chống bệnh. Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm vì chưa có thuốc kháng virus đặc hiệu. Khi trẻ có biểu hiện mắc viêm não Nhật Bản, lượng virus chủ yếu tập trung ở não và gây tổn thương các tế bào thần kinh. Do vậy, việc điều trị viêm não Nhật Bản rất khó khăn, với tỷ lệ tử vong và di chứng rất cao, như rối loạn thần kinh thực vật, di chứng co giật phải điều trị suốt đời. Bên cạnh tiêm phòng đầy đủ, phải làm tốt công tác phòng chống muỗi đốt, vệ sinh môi trường, cá nhân, đảm bảo ăn chín uống sôi để tránh lây nhiễm.